đây là ốc mỡ nè. Ồ, ốc này ngon lắm mọi người ơi. Dạ, con còn trải nghiệm nhiều món lắm. Ăn xong cái tô này không biết còn bụng ăn những món khác hay không nữa. À, trước đời mình là bà ngoại với bà mẹ em bán bánh họ với bánh bèo, chế nước mắm chay nè mọi người. Cái con đường này là đang hướng ra thôn Bá Hà 1 nè mọi người. Cô ơi, cho hỏi món gì vậy cô? Dạ rồi, dạ rồi, chào bà con Bá Hà 2 nha. Bao nhiêu tô này là bao nhiêu tiền một tô vậy cô? 25 ngàn ạ. Chợ Ninh Chim này cũng khá là đông luôn mọi người, đông lắm. Và hải sản ở chợ này buôn bán rất là tấp nập và đông vui luôn. Wow, trời ơi, cá rồi, cái chim biển nè. Mực nang tươi quá. Trời ơi, quán ở đâu? Trời ơi, cá mú nè. Còn cá mú này vẫn nhỏ hơn, còn con cá mú mình quay ở clip lên thủy. Hãy giờ là buổi xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong clip ngày hôm nay. Clip hôm nay mình trở lại với phường Ninh Thủy của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong clip hôm nay mình sẽ chia sẻ một số cảnh quan cũng như một số con đường làng của thôn Bá Hà 2 thuộc phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để chia sẻ đến với mọi người, và cũng như là một số món ẩm thực tại thôn Bá Hà 2 này để gửi đến toàn thể quý khán giả. Thì bây giờ thì xin mời mọi người cùng dành thêm chút thời gian để cùng đồng hành với mình nha. Mọi người xem video thì hãy ủng hộ cho kênh mình một like và một lượt đăng ký kênh nha mọi người, để giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì trước màn hình của mọi người đó chính là thôn Bá Hà 1. Và cùng mình cũng có làm một clip về cái thôn Bá Hà 1 này. Mọi người nếu muốn quan tâm về cái cảnh quan của bà con ngay làng chài của Bá Hà 1, cảnh quan cũng như là các loại hải sản nhộn nhịp nó như thế nào, thì mọi người hãy search là Ninh Thủy Ninh Hòa Hải Du Lịch Bụi thì sẽ ra cái clip này nha. Như mình đang đứng bên Bá Hà 2 và nhìn qua cái làng chài bên Bá Hà 1 thì cảnh quan của bà con ngư dân cập bến bán cá rất là nhiều luôn mọi người, đông lắm. Không biết thì mình zoom thì nó có tới mọi người thấy không ha. Đó mọi người, cực kỳ đông luôn. Mình đã bán chim chép phải anh? Cái này chắc nếu như ốc này mình ăn cũng được mà. Ủa, ốc này sẽ giống ốc gì ta? Ốc mỡ đúng không anh? Anh, đây ốc hương này nè. Đây anh, đây có ốc hương này đúng không? Ốc hương nhưng mà ốc càng. Ốc hương ốc nhưng mà ốc mượn hồn. Thì ốc này ốc mỡ anh hơn. Anh có thể cho em quay xíu được không anh? Đây nè mọi người, đây là ốc mỡ nè. Ồ, ốc này ngon lắm mọi người ơi. Ông Phương bữa qua bắt một bè bữa mới được tí mới gõ cho anh vậy anh. Cái này nếu như mình bắt thì mình bán được bao nhiêu một ký anh? Anh trai, cái này mình bắt thì mình bán được bao nhiêu một ký? Không biết nữa đâu. Mình để ý như thế này nè, anh thấy có cái dấu như thế này nè mọi người, đúng không anh? Có cái dấu gì là mình bới đúng, mình tìm cái lỗ đúng không anh ha? Ồ, hay gì ta. Hay gì ta ha. Đúng rồi, nó có một cái đường bò xong rồi nó có một cái ụn lên đây hả? Hay ghê. Ồ, hay chưa. Ở đây cái cô cũng đang bắt nè mọi người. Ốc mỡ luôn. Cô nói là có cái lỗ xong. Vậy hả cô, hay ghê. Có lỗ cái không? Cái hồng búa cắt lòng không. Có vẻ cô này chuyên nghiệp hơn nè. Đó. Nãy giờ cô thấy, mình thấy cô ngồi ngay đây nhưng mà cô bắt cũng khá nhiều ha. Chuyên nghiệp hơn ông anh hồi nãy rất là nhiều luôn. Đó là món ốc mỡ. Dạ. Áo này mình bán được bao nhiêu một ký cô? Đâu có biết đâu. Nhìn ăn à. Ngon lắm cô hả? Cô thương lớn được kèo với nhà biết không? Tém ký, đẹp xí xí ăn không được á. Mình chưa rồi. Hay ghê. Cô này quét cho như cái lỗ này là có không cô? Cái lỗ này nè. Vì mình học nghề cũng nhanh đấy chứ. Hay ghê. Bữa không đem gì. Rồi bây giờ thì sẽ xin mời mọi người cùng đồng hành với mình tham quan một số cảnh quan, một số con đường làng
và một số món ăn ẩm thực tại thôn Bái Hà 2 của phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tại ngay đây thì có một cái chợ xóm nhỏ của thôn Bái Hà 2 nè mọi người, và cảnh quan trước mắt để mình cũng đang muốn để gửi tới mọi người đó chính là đình Bái Hà ha. Đây là cảnh quan của đình Bái Hà 2 nè. Sau đó thì xin mời mọi người cùng đi thưởng thức một số món của tại thôn Bái Hà 2 của phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa nha. Cô ơi, một tô như thế này bao nhiêu tiền cô? 20 ngàn, 15 ngàn, 20 ngàn. Dạ. Cô bán con bình thường đi cô, bình thường như người dân ở đây hay ăn đi cô. Dạ. Ở đây tại, con à? Dạ, con còn trải nghiệm nhiều món lắm. Chứ ăn no quá thì sao chịu nổi. Dạ đúng rồi, nếu ăn no thì ăn nhiều món khác không được. No quá em có chút cái đây nha. Rồi bây giờ thì xin mời mọi người cùng thưởng thức tô chở lòng với mình nha. Này mọi người, 15 với thế 5 ngàn à, 20 ngàn. Cái tô chở lòng này là 20 ngàn là mọi người ơi, mà không biết ăn xong cái tô này không biết còn bụng ăn những món khác hay không nữa. 20 ngàn quá trời luôn mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Cuốn họng đồ đầy đủ cơ ha. Tim, gan nè. Cuốn họng. Tim cặp đồ nẹt viên đó. Quá trời, đã quá, luộc lòng non rồi đó mọi người ơi. Rồi xin mời mọi người nha. Mọi người nghe. Cô chủ quán của quán cháu lòng tên gì nè? Phước. Cô Phước thôi cô. Dạ. Cô Phước năm nay bao nhiêu tuổi cô Phước? 69 rồi, bằng 70 rồi. Chuẩn bị là mừng thọ được rồi đúng cô? Mừng thọ rồi con. Ô thường thường 70 là mới mừng thọ chứ cô hả? Nhưng mà 55 là mừng thọ rồi, năm nay mừng thọ rồi. Vậy hả cô? Cô bán cũng được lắm mọi người, nãy giờ mấy cô mấy chú mấy anh chị tới mua cũng ra cũng vui lắm. Ngon hả cô? Dạ. Sao đương chăm đi, sao gói đi, đợi ăn đi mà. Ngon thiệt mọi người ơi. Ăn vừa ăn không cô? Dạ ngon cô. Bán cháu lòng mà được 30 năm chắc cung cấp được mấy cái nhà lầu ạ. Không có, ở đây bán bình dân không có lầu. Không có lầu nhiều đâu, bữa 100, mấy 100 ăn. Ở đây đâu có 50, 100 kia đâu. Dạ, có bao nhiêu người con cô? 14 người. Hợp đồng còn quá chắc ăn cũng hết rồi. Không có đứa, cháu lầu 2 đứa nữa. Đây miếng lưỡi là cái lòng nè mọi người, mọi người nhìn hấp dẫn lắm. Nãy giờ mình cũng đang ăn cũng gần hết nửa tô rồi á. Ăn xong cái này thì xin mời mọi người qua ủng hộ cho chị bánh nậm nha. Cô này dạng thì ăn cái tô này rồi thì qua đó ăn khoảng chừng 10 ngàn thôi mọi người, thì ở đây bán rẻ lắm. Ăn rẻ, ăn rẻ, cái này đâu. Trong cái này bất quả, người ta đâu phải ăn mắc cao, người ta không ăn được. Ở đây cháu nó mua 8 ngàn con bán hả cô? Bán 8 ngàn. Bị 8 ngàn với bị 5 không? 5 ngàn, 8 ngàn, 3 ngàn gì bán hết luôn? Bán hết luôn. Ở quê mà sống vất vả thì mình bán theo ở quê. Dạ. Thôi chúc cô Phước nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ. Lúc nào cũng đông khách nha. Sẵn cũng để hôm nay thử coi thử mình ăn được bao nhiêu món nha. Chào mấy cô với chị ở Bái Hà 2. Chào chủ quán. Dạ rồi chào chị. Mình ở là ở Bái Hà 2 đúng chị ha? Sáng ăn tô bánh bèo vậy thôi hả? Tao bánh bèo cho cháu. Vậy chị. Bánh bèo rồi bánh hỏi, bánh nậm. Thôi cho mình trải nghiệm 10 ngàn bánh nậm đi. Ủa cái mắm này giống như mắm chay vậy ta? Đúng rồi. Hay ha. Mắm chay ăn với bánh bèo ngon lắm á.
bánh bèo với bánh nạm anh nè, hai thứ. Anh mới vừa quất một tô. Bánh nạm. Vừa quất một tô kéo anh... ra. Bánh nạm, ai bánh nạm cho anh. À. Nên trải nghiệm bánh nạm này, em rửa anh bánh bèo nha rửa. Vậy thôi vậy nè, vậy được không? À, cho anh là 5.000 bánh nạm thôi. Rồi rồi một dĩa nhỏ nhỏ bánh bèo với bánh hỏi. Anh ăn thử với chung với là cái nước mắm chay thì thử. Tại vì anh thích cái nước mắm chay này lắm. Bánh bèo muốn thử gì 10.000 gì đó. Dạ, ông để hai dĩa riêng đi. À, 5.000 bánh nạm rồi bánh bèo. Bánh nạm ăn với mắm hơn. Đúng rồi em. Bánh nạm ăn với đó cũng được luôn. Dạ không, bánh nạm ăn với bánh nước mắm kia hơn. Đó, đây nè mọi người. Để chưa? Rồi. À, cái này là 5.000 nha mọi người, trời hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với mình món bánh nặng trước nha, tại thôn Bá Hà 2. Thì sau đó là mình sẽ dùng một ít bánh bánh bèo gọi là bánh bèo với bánh hỏi chung với cái nước mắm chay này. Ủa bên đây là âm lịch là 29 đúng không chị? À, 29, à, đúng rồi 29 là chuẩn bị cũng có người có ăn chay rồi ha. Chị ơi bán chuối được không chị? Được anh. À, chuẩn bị rằm rồi nên cũng bán chuối để chuẩn bị lơm này chị ha. Dạ. Mình là ở Bá Hà 2 luôn. Dạ. À, ở đây lâu mình là dân Kỳ Cựu từ nhỏ giờ luôn. Dạ. Rồi chào bà con Bá Hà 2. Rồi mời mọi người dùng bánh nằm với mình nha. À, không biết cái bụng mình nay chứa được bao nhiêu món đây. Ăn ít thôi, tí cái này tí thôi. À, không, à, không khuyến khích mọi người dùng như thế mình như mình nha. À, mình chỉ ăn để mang tính chất là mang trải nghiệm để chia sẻ đến với mọi người thôi. À, mọi thứ một chút nha mọi người, chứ ăn nhiều và quá một lúc nó không tốt đâu. Dạ đúng rồi. À, cũng thử hôm nay thử mình dùng được bao nhiêu món nha. Bánh gì chị? Em này nó cho thêm cái mỡ hành như là cái tôm không cái nhân này nhân đậu xanh ngon quá. À, em cho anh cái dĩa nãy như nói nha. À, ừ rồi ít bánh nằm nữa thôi là được, em bánh hỏi nữa là được em. Vô, cho nó đầy đủ vô. À, cái bột mà làm bánh ngon lắm mọi người, ăn rất là ngon luôn. Tự nhiên chị không sao chị? Dạ đang review. Ô mình ăn cũng dữ dằn đấy chứ. Ừ, cái dòng món này món hải mọi người ơi, mình hải bánh nậm. Mình bán đây được lâu chưa em? Dạ. Bán đây được lâu chưa? Dạ, bê đầu rồi. Thiệt hả? Dạ. Là từ bà ngoại tới giờ luôn á. Dạ. Wow. Cái tư em chan hay là em để riêng cho anh? À, em chan cho anh luôn đi. À, vậy có thể cho anh hỏi mình tên gì được không? À, trước đời mình là bà ngoại với bà mẹ em bán. À. Ồ vậy là đây là truyền nhân thứ ba nè mọi người, quán bánh bè bánh hỏi. Có bánh ướt đó nha mọi người. À, đây là dĩa bánh hỏi với bánh bèo chế nước mắm chay nè mọi người. À, hôm nay là ngày 29 âm lịch của tháng 1 ha. Rồi xin mời mọi người. À, cái nước mắm chay này mình nếu như mọi người đã từng ăn rồi thì chắc chắn rất là ngon luôn mọi người ơi. Tưởng như thế nào với truyền nhân thứ ba rồi mọi người, đời thứ ba rồi mà biết sao không ngon được mọi người. Ngon quá. Cái mắm này nó thật sự là mình húp luôn cũng được cái đường của nó mà mặn nó em ha. Dạ húp đường được luôn đó chị. Ngon quá. Ồ tính ra là ở Bà Hà Hai bây giờ mình ăn mấy món cực kỳ ngon nha. À, tí nữa là để coi thử mình đi trải nghiệm mình ăn thử mì quảng hay bún bò gì ở đây được nữa hay không, để giới thiệu đến với mọi người luôn nha. Dạ. Khu vực chợ này thì nằm gần ngay đình của thôn Quái Hà Hà luôn mọi người, thuộc phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa. Dạ đúng rồi.
ra chợ sớm thôi. Chợ chính là nằm dưới kia cô ha, dưới 321 cô ha. Chị mà nãy giờ mà lộn cương lộn cô. Em mừng em đi không? Tương cái gì? Ngon quá. Tương á. Ồ, tính là nãy giờ mình ăn là cái món này xuất sắc nhất cho mọi người. Dạ không, không con hại cái mắm chay này lắm. Hay nó là xuất sắc nhất trong cái món nãy giờ mình ăn mọi người. Hai. Hai. Hai bê thì hai bê mẹ. Ngay cả cái món cái món bánh nậm là cái món bánh hải của mình luôn á, mà mình ăn không ngon bằng vì nó có cái nước chấm chay nè mọi người. Ngon quá. Quanh bao nhiêu tiền hết nè? 10.000 Ôi, vậy là 5.000 bánh nậm với 5.000 bánh hỏi với bánh bẹo hả? Ôi, ôi, vậy ăn nãy giờ mới có 30.000 mọi người ơi. Ăn chừng 5 tốt rồi nào hết. Ở đây có chả nè mọi người, nếu như mọi người ăn thì muốn ăn thêm thì bỏ vô chung ăn ha. Ủa, đây phải chả đúng không em? Dạ, chứ. Trời, mới 30 ngàn mà nó hư trời. Anh có tiền nè. Cảm ơn nha. À, thôi cũng lỡ mọi người. Đối diện quán bánh bèo, bánh nằm, bánh hỏi, bánh dây thì có bánh mì. Thôi bây giờ chắc là xin chị vô quán để thưởng thức nửa ổ thôi ha. Rồi chị chủ quán ơi cho nửa ổ bánh mì nha. Chắc nửa ổ chắc chủ quán luôn ca bén hả? Gì hả chị? Ở đây bén ổ 10.000 à. À dạ rồi thôi chị bán cho em một ổ cũng được. Thôi một ổ nhưng mà chị cắt cho em làm hai nha. À, mình ăn trước một nửa thì xong rồi tí nữa mình di chuyển tới địa điểm khác mình quay cái đó thì mình còn nửa ổ còn lại mình ăn lại. Chứ còn bây giờ nếu như mà ăn luôn một ổ thì không thể nào mà giới thiệu đến hết mọi người các món ăn ở đây được. À, cái này là xíu mại nè mọi người. À, nhìn xíu mại của chị cũng thấy có vẻ này rất là ngon nè. Rau mắm ớt chả lụa ha. À, cái nước này để mình chế vô thì bánh mì đúng vậy không? À, mình ăn bánh mì là mình thích ăn mềm mọi người. À, không thích ăn bánh mì hơn mọi người. Nó ngược đời với người khác lắm. Rồi bây giờ xin mời mọi người nhìn bánh mì chị làm nha. Bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem là chị làm bánh mì như thế nào thôi. À, cho em xíu mại nhiều không chị? Rồi mình sẽ tìm một cái quán ăn nào nữa mình sẽ tới đó. Thì trong lúc chờ cái món mới đó mình sẽ ăn thử nửa ổ bánh mì này để gửi đến với mọi người hương vị nó như thế nào nha. À, mình nghĩ chắc cũng ngon rồi. À, mắm ngọt, rau dưa, dăm bông, xíu mại, cái nước thịt nè. Nghe nhỏ không? Đi. Thiếu nào? Mình muốn đưa 10 người này đưa. À, bánh mì không ở đây 3.000 ổ hả chị? Đó, 20.000 á. Rồi, muốn cho ổ hả? Ừ. Rồi, em có tiền 10.000 nhiêu chị? Rồi, để em có tiền. Đây, bắp này mọi người ơi. À, nhưng mà chắc không có bụng ăn rồi, để dành bụng ăn những món mặn mọi người. Ăn chào cô. Ăn bắp đi, bắp đi cũng mặn mẹ. Bắp đi cũng mặn hả chị? Lần đầu tiên em nghe bắp mặn luôn á. Rồi, dạ. Giờ mình tới mình lấy xe để mình đi quay những địa điểm khác với mọi người nha. Cô đi luôn cô Phước ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Cái con đường này là đang hướng ra thôn Bá Hà 1 nè mọi người. Rồi bây giờ cùng mời mọi người cùng tham quan cảnh làng của thôn Bá Hà 2. Và mình sẽ thấy những cái món nào mà nó hấp dẫn thì mình cũng trải nghiệm để gửi đến với mọi người ha. Những cái món ăn của miền quê nó ngon lắm mọi người. Nó vừa rẻ mà nó ngon lắm. Cái hương vị nó thanh tao mà nó dân dã lắm mọi người. Không biết qua cái này quán gì ha. Còn thấy người dân ăn cũng khá là đông ha. Để vào trải nghiệm thử nha. Cô ơi cho hỏi món gì vậy cô? Dạ rồi, bà ủng hộ luôn. Dạ rồi, chào bà con Bá Hà 2 nha. Rồi, đây là cổng làng của thôn Bá Hà 2 nè. Ủa, đây có một cái nhà sầm út vô mọi người. Wow. Rất là khang trang ha. Đẹp quá.
Đây mọi người đi vào chuẩn bị thưởng thức bánh bò, bún bò nhưng mà vẫn cần theo ổi mì để chia sẻ hương vị đến với mọi người nè. À, mọi người thông cảm nha, đừng có quở mình nha mọi người, tội nghiệp. À, con chào, con chào cô, con chào bà. Ồ, à, đây là bún bò đây hả chị? Bún bò. À, dạ. Như tô này là bao nhiêu tiền một tô vậy cô? 15 ngàn à. Làm tùy theo à, 120 cân. Nhưng mà con thấy, dân mẹ. Con thấy 15 ngàn vậy là nhiều lắm rồi đó. Wow, trời ơi, bất ngờ quá mọi người. Ồ, tô bún bò này như thế này thôi mà có 15 ngàn nè mọi người ơi. 15 ngàn à. Wow. Nó là bất ngờ không tưởng. Rau đồ cũng ngon lắm mọi người. 30 cũng có, 20 cũng có. Dạ chắc nay con xin trải nghiệm tô nhỏ thôi, tại vì bây giờ con ăn là hai món rồi. Cũng ứ hự rồi đó. Ồ mấy cô ngồi ở quán này ăn bún bò nhìn cái cảnh quan đẹp lắm mọi người. À, dạ. Em ơi cho anh tô bún bò bình thường thôi nha. Rồi, như bà con mình thôi 15 ngàn. Ở đây thịt cho mọi người hấp dẫn lắm nha. Wow. Ô mình không nghĩ tôi uống bò mà 15 ngàn luôn mọi người. Hấp dẫn quá. Ô mùi vị thơm quá. Ngon không? Dạ ngon, cái mùi này vị rất là ngon. À, cái mùi vị này ở trong Nha Trang không hề có mọi người. Cái mùi này nó có mang một cái hương vị khác luôn á mọi người. Rồi xin mời mọi người nha. Ồ rau này hấp dẫn quá ha. Wow, nóng quá. Ồ, nhìn rau rất là đã luôn mọi người ơi. Coi rổ rau nè mọi người, hấp dẫn chưa? Trời, 15 ngàn bán gì lời được nhiêu trời. 15 ngàn bán tô này lời được 15 ngàn không chị? Không phải 15 ngàn mà nhìn mọi người, 15 ngàn mà nhìn thịt được hấp dẫn lắm mọi người. Rất là ngon luôn. Tí ăn xong tô bún bò này, mình sẽ chia sẻ cái hương vị của bánh mì này đến với mọi người ha. Ăn nửa ổ thôi mọi người, còn nửa ổ để dành đi đường ăn tiếp mọi người. À, mình cũng bất ngờ với sức ăn của mình nãy giờ luôn mọi người ơi. Chắc là quay xong clip này về chắc lên mấy ký quá. Dạ. Mấy chị là gốc ở đây hết luôn á hả? Để ở đây mà, tranh ở đây mà. Mình cai đi biển cái đồ mình chị. Dạ, chị ở đây giống là biển không mà con. Dạ. Hồi nãy con thấy ở dưới bãi Hà Một đông ghê luôn á nha. Hà Một. Dạ, đông lắm. Bữa trước con có con có làm một clip về bãi Hà Một rồi cũng đông. Bữa nay hình như đông hơn nữa. Rồi, sẵn tiện tại quán mình cũng xin chia sẻ bánh mì với mọi người luôn ha. Đây mọi người, à, đây là nhân bên trong của bánh mì nè. Nhìn nó hấp dẫn là xíu mại. Dạ. Rồi, mời mọi người nha, dùng bánh mì của mình nha. Em mua 10 ngàn á. Dạ. Dạ đúng rồi, nãy giờ em ăn cũng mấy món cũng rất là ngon. Ô cái nước chấm, cái nước mà chế ổi mì ăn vừa miệng vừa ngon mọi người, mặn mặn ngọt ngọt ngon. Dạ. Rồi hết rồi mọi người. Giờ còn nửa ổ tí nữa để dành đi trên đường ăn ha. Rồi theo khả năng của mình thì bây giờ trong bụng mình vẫn còn có thể trải nghiệm một vài cái món nho nhỏ nữa. À, thì mọi người dành thêm chút thời gian nha để trải nghiệm với mình nha. Rồi sáng trên đường đi tìm những cái quán ăn thì mình cũng quay lại cảnh làng của thôn Bá Hà 2 để gửi đến với mọi người. Ồ, ngay gần của cổng chào của thôn Bá Hà 2 coi. Có rất là nhiều món ăn, quán ăn luôn mọi người. À, để tìm thử có cái món nào nữa mà nó là lạ nè, trải nghiệm để gửi đến mọi người nha. À, món gì ta? À, bánh căn. À, bánh căn chắc cho mình xin phép mình quay nha. À, tại vì vào ăn mấy cá thì nó cũng không ra gì với mọi người. À, nhiều khi kỳ mình ngại với chủ quán á. Còn nếu ăn nhiều thì ăn bánh căn này không nó no lâu lắm mọi người. Chị ơi cho em quay chút xíu nha. Wow, bánh xèo bánh căn mực nè mọi người ơi. Hấp dẫn ha. Cái này chắc người dân ta mình bán mực luôn hay là người dân ta cầm tới vậy chị? À,
Mực này là coi như cầm ở dưới biển mới vừa vô luôn vậy ha. Mình bán bánh căn ở đây được bao nhiêu lâu rồi chị? Chị? 20 năm rồi. Wow, bánh căn mực hấp dẫn luôn nè. Xin lỗi anh nha. Hấp dẫn chưa? Quá perfect luôn. Đẹp quá. Ngon ha. Như bánh căn trứng này thì mình bán bao nhiêu một cái chị? 2 ngàn. Ồ rẻ mà, 10 cái 20 ngàn à. Ồ đây bán gì là tính ở khu bán Hà Hai, phường Ninh Thủy này bán đồ ăn rẻ quá mọi người. Thôi em cảm ơn chị rất là nhiều nha, chúc chị bán được là đông khách nha. Bụng mình mà đói mọi người, chắc mình ăn cái này phải cỡ 20 cái mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ vào ăn mấy cái nó kỳ lắm mọi người. Cho nên thôi để bụng mình trải nghiệm một món khác để mình chia sẻ với mọi người nha. Còn món mấy căn mực này mà mua được mực lên đổ nhìn hấp dẫn quá. Xe xe cũng có một cái quán ăn ha, không biết là quán gì mà khách của cũng đông lắm mọi người, bà con tụ tập cũng rất là đông luôn. Cảnh làng đường quê nhìn thích quá mọi người ơi. Hình như cái này quán mì quảng. Mình mới ăn bún bò xong rồi. Cho nên chắc bây giờ là đi tìm một cái món gì đó khác đi. Cũng sẵn tiện cũng quay cảnh quan tại thôn Quái Hà 2, phường Ninh Thủy, thị trấn Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để gửi đến với mọi người nha. Ninh Hòa mình thì nay được lên thị xã rồi, nhưng mà do mình cái quen miệng mình hay gọi là thị trấn hồi xưa đó mọi người ạ. Cho nên nó quen cái miệng. Ninh Hòa này khá chuyện lắm mọi người. Hình như mình nhớ không nhầm là nếu như bây giờ cua trái cái đường này thì đúng rồi, sẽ ra lại thôn Bá Hà 1 nè mọi người. Ở đây quán ăn nhiều lắm. Ở thôn Bá Hà là thôi chứ quá trời muốn ăn luôn. Đi thẳng hướng này là xuống dưới bến của Bá Hà 1 nè. Ở đây, bữa trước mình có quay một clip ở đây nè. Thôi bây giờ để tìm món khác mình trải nghiệm, mình chia sẻ với mọi người ha. Ở đây có bánh xèo nè. Đây là trước mặt mọi người là đường Lê Quý Đôn. Đây là thuộc địa phận của Bá Hà 1 rồi. Thôi sẽ sẵn tiện để mình quay, mình đi ngang qua cái chợ Ninh Thủy cho mọi người xem nha. Ở chợ Ninh Thủy món ăn cũng nhiều lắm mọi người ơi. Ở clip trước mình có dùng thử cái món bánh canh hẹ mọi người. Rất là đặc biệt luôn, ăn cũng rất là ngon. Bánh xèo. Hay bây giờ để tới thử ngay chỗ tới luôn rồi nè. Đây chính là chợ Ninh Thủy nè. Để bây giờ gì nè, để mình đi thêm một đoạn nữa ha. Tại vì chợ Ninh Thủy này mình cũng quay rồi. Giờ đi ngang qua để giới thiệu với mọi người thôi. Bà con bán ốc rồi nhiều quá. Để mình tìm một cái nơi nào đó có cái món gì đó nó hay hay để mình gửi tới với mọi người. Mọi người dành chút thời gian nha mọi người. Xem video nếu như có gì thú vị hấp dẫn thì hãy ủng hộ cho kênh mình một like và một lượt đăng ký nha, giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Giờ cùng đồng hành tiếp với mình nha. Đây là bắt đầu tới ngay cái con đường dầu, rẽ phải. Rẽ phải đây thì sẽ đi về ngay ngã ba ngay chợ Ninh Diêm mọi người ơi. Đây là mọi người, con đường dầu này là nếu như mà đi thẳng nữa thì nó sẽ tới ngay ngã ba của Ninh Diêm, ngay chỗ chợ Ninh Diêm mọi người. Rẽ trái là để đi về lại quốc lộ 1 về Ninh Hòa. Còn nếu như đi thẳng con đường này luôn một hướng luôn thì sẽ tới ngay phường Ninh Hải ha. Chùa Long Hà đẹp quá mọi người, chùa này nhìn cũng đẹp quá. Bây giờ là mình đang đi qua cây cầu Bá Hà. Ở bên này là đi nhiều lắm.
bên nữa. Phía bên này là cũng đìa cũng thấy rất là nhiều, đi sâu vào trong này đìa nhiều lắm. Thì không biết qua khỏi cái cầu này thì địa phận bên đây là thuộc Ninh Diêm hay là Ninh Thủy nữa mọi người. Để thử mình nhìn thử cái bảng hiệu của một nơi nào đó để biết thử là đây thuộc địa phận của Ninh Diêm hay là Ninh Thủy ha. Xe mình thấy Ninh Diêm rồi thì chắc đây thuộc địa phận Ninh Diêm rồi mọi người. Ở đây mình sẽ làm một cái clip về cái chợ Ninh Diêm rồi mọi người ơi. Mọi người có xem thì vào YouTube search là chợ Ninh Diêm Hải Du lịch Bụi nha. Để mình đi tới một vòng mình quay cái chợ Ninh Diêm lại cho mọi người xem. Để xem thử ngay thẳng ngay chợ Ninh Diêm này có những cái món ăn này thì gì thì mình cũng sáng mình ăn rồi ngủ cà phê luôn. Đây mọi người, đây chính là chợ Ninh Diêm ha. Chợ Ninh Diêm này cũng khá là đông luôn mọi người, đông lắm. Và hải sản ở chợ này buôn bán rất là tấp nập và đông vui luôn. Ở bên ngoài ngay trước chợ Ninh Diêm này thì thấy không có bán cái đồ ăn gì hết mọi người. Mới giờ này mà bán cơm rồi. Cho nên là mình quyết định để mình đi lần lần vào bên trong chợ Ninh Diêm này để mình xem thử có cái món gì mình mua mình ăn luôn. Để giới thiệu để thêm với mọi người. Bắp nè, khoai mì, cái gì chiên ha. Mình nhìn này như thấy cái chú chiên nữa, tí quần ngược lại là mình mua chú chiên. Bên trong này vậy là phải vào bên trong chợ nó mới có nhiều mọi người, nó mới có nhiều đồ ăn. Khúc bên trong này là mọi người nhiều đồ ăn lắm. Thôi để lỡ rồi, mình đi luôn một vòng luôn, mình để cho mọi người sẵn nhìn lại chợ Ninh Diêm luôn ha. Quay một vòng sơ lược thôi nha mọi người. Clip kia trước mình làm thì nó sẽ kỹ hơn, mình đi vào sâu bên trong chợ luôn. Nhưng mà thôi clip này thì mình nãy giờ nó cũng khá dài mọi người, cho nên xin phép là mình cho mình quay lướt ngoài chợ Ninh Diêm thôi nha. Rồi, nơi đây là trái cây. Ở đây có bán bánh tét chiên nữa nè. Khúc này là dừa, rau củ. Bà con ở chợ Ninh Diêm thì cũng vui lắm mọi người, cũng thân thiện lắm. Đây bán bánh đồ chay nè, nhìn hay ha. Hello em gái. Cái này mình đi liều rồi, hơi mất lịch sự xíu mọi người thông cảm nha. Mình tưởng đâu thì ở trong này đường nó rộng mọi người, nên mình đi xe vô. Đây là mọi người, chung giao quầy cá này thôi đó. Đông lắm mọi người, cực kỳ đông luôn. Thấy cảnh quan chưa? Bữa trước mình tới đây mình quay, mình phải nói thật sự mình cũng rất là bất ngờ với cái khu chợ này, bán hải sản ngay chỗ khu ở chợ Ninh Diêm này luôn mọi người. Wow, trời ơi, cá rồi cái chim biển nè, mực nang tươi quá. Sorry. Lo quay con mực nè, mình cái tay lái đụng vào ông anh. Trời ơi, cá mú nè. Còn cá mú này vẫn nhỏ hơn, còn một con cá mú mình quay ở clip Ninh Thủy. Rồi bây giờ thì chắc xin mời mọi người dùng trải nghiệm với mình cái món này nè. Có luôn cái gì, kho đang hầm em hả? Kho đang hầm nè, bòn bon. Chú thấp rồi nữa, còn bánh tay vàng rồi nữa. Bữa trước anh thấy em cái bánh vậy sâu rộm, sâu gì em? Cái gì? Em nghĩ rồi hả? Trời. Bữa trước anh ăn nó ngon ngon quá. Cái này hết rồi uổng ghê gớm. Thôi em cho vậy thôi, cho anh một gói kho hầm đi. Với lại hai cây bồng bon nha.
bông bông này em bán bao nhiêu một cây? À, còn như hộp khoai hành thì bao nhiêu em? À rồi, cảm ơn em nha. Nghe chiếc chợ Ninh Diêm này có một cái quán cà phê nè, để mình vào mình trải nghiệm các món ăn và sau đó ngồi uống cà phê chúc với mọi người ha. À, xin mời mọi người nha. Nãy giờ mình tưởng đâu là mình bấm máy rồi mà ai ngờ là chưa bấm máy. À, làm ăn hết cây bông bông rồi mọi người, với hết nửa hộp khoai hầm rồi, giờ phải quay lại để chia sẻ đến với mọi người để mấy con mọi người thắc mắc ủa sao cái khúc này nó mất tiêu rồi. Hồi nãy mình ăn cái bông bông này là các em làm rồi, cái bột quá thì rất là ok luôn, nhưng mà cái nhân đó mọi người, cái mè mọi người, em nó làm thì hình như là em nó cho đường hơi nhiều nên ăn nó hơi ngọt, chứ đúng ra cái mè này làm thì nó hơi mặn mặn xíu, ăn nó sẽ ngon hơn. Bột thì rất ok nhưng mà cái nhân nó ngọt quá. Còn riêng cái món này nó bán thì rất là ngon. Lâu rồi mình mới ăn lại cái này mọi người. Những cái món ăn này mà thời 89 rất là quen thuộc mọi người ha. Bột ngon lắm mọi người, ăn vừa miệng, không dai lắm mà cũng không có bở, mềm và dai ngon lắm, nhưng mà cái nhân ngọt quá. Mình đi từ Nha Trang ra đây là xuất phát từ trong Nha Trang là gần 5 giờ mọi người, 5 giờ kém 5 á. Đi ra tới đây rồi, bữa nay đi lật đật quá cũng quên đem khăn giấy rồi luôn. Mặt mũi nó có dơ hay tèm lem gì mọi người thông cảm nha mọi người. Nãy giờ ăn uống cũng nhiều nữa. Clip hôm nay thì định giới thiệu đến với mọi người về cái phường Ninh Thủy thôi. Nhưng mà sau khi ăn một vài món đó thì muốn tìm cái món thì nó là lại hơn để cùng giới thiệu đến với mọi người. Ai ngờ đi vòng hồ thì tới ngay khu vực của Ninh Diêm luôn mọi người. Và mình đang ngồi trước chợ Ninh Diêm luôn mọi người. Thôi cũng là một cái hay ha. Cũng để giới thiệu đến mọi người thêm về một địa điểm nữa. Nó hơi dài chút xíu thì mọi người cũng thông cảm và chịu khó để xem hết clip nha mọi người. Để ủng hộ cho mình nha. À, clip nó cũng khá dài rồi. À, cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để xem đến cuối clip nha. Xem video thì rất mong mọi người ủng hộ cho kênh mình một like và một lượt đăng ký kênh nha mọi người, để giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì hãy vô lực bụi, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Gần hết rồi mọi người ơi. Ăn quá trời ăn luôn.